Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị, xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Xin chào các bạn khán giả yêu mến của Tin Mới. Các bạn thân mến, biển đảo Việt Nam là phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, không chỉ chứa đựng tiềm năng kinh tế to lớn mà còn đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh quốc phòng, đồng thời là địa bàn chiến lược trọng yếu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lịch sử đã cho thấy từ bao đời nay các thế hệ con dân nước Việt đã đổ biết bao công sức, máu xương để giữ gìn, bảo vệ các vùng biển và hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ấy vậy mà anh bạn khổng lồ phương Bắc cả ngàn năm qua chưa lúc nào từ bỏ ý định xâm chiếm nước ta. Và nếu các bạn có theo dõi những video trước của Tin Mới thì hẳn cũng đã biết thời gian gần đây Trung Quốc đã dàn trận đồ bát quái ở Biển Đông khi cho hàng trăm tàu cá neo đậu ở Đá Ba Đầu, khu vực bãi đảo sinh tồn Đông thuộc chủ quyền Việt Nam. Bất chấp sự phản đối quan ngại của Việt Nam và cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn liên tiếp có các hoạt động không chỉ xâm phạm chủ quyền Việt Nam, thúc đẩy quân sự hóa Biển Đông mà còn đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực và an ninh an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Để khẳng định chủ quyền lãnh thổ tại Biển Đông, Việt Nam đã tuyên bố hạ đặt giàn khoan sao vàng đại nguyệt khủng nhất Đông Nam Á tại vùng biển mà Trung Quốc đang có tham vọng chiếm đóng. Thế nhưng lòng tham của Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Điều đó đã buộc Việt Nam phải đưa ra nước cờ mới táo bạo hơn. Vậy thì nước cờ đó là gì và nó có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta hãy cùng với Tin Mới tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Trong bản tin thời sự 19 giờ phát sóng hôm 4 tháng 4 của Đài Truyền hình Việt Nam, VTV đã thông tin về cuộc diễn tập tại quần đảo Trường Sa do tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung dẫn đầu với sự tham gia của các tàu tên lửa, tàu cảnh sát biển, tàu ngầm thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên biển của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Theo tin từ Đài Truyền hình Việt Nam VTV cho biết, các tình huống chiến đấu được tổ chức diễn tập ngay khi tàu đang chạy với tốc độ cao nhất, trực thăng phối hợp với các tình huống cất cánh, hạ cánh khẩn cấp. Từng cán bộ chiến sĩ Hải quân đều nỗ lực tuyệt đối với nhiệm vụ của mình. Cùng lúc đó, trên các đảo của quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, công tác sẵn sàng chiến đấu cũng được thực hiện ở cấp độ cao nhất trong hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt. Ở từng vị trí, mỗi cán bộ chiến sĩ đều ra sức rèn luyện để đạt được kết quả cao nhất. Mặt khác, lực lượng tinh nhuệ, trang bị hiện đại và bản lĩnh chiến đấu vững vàng là những yêu cầu mà quân chủng Hải quân đặt ra để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Như chúng ta đã thấy, quân chủng Hải quân là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo và thêm lục địa của Tổ quốc. Để thực hiện nhiệm vụ này, người lính Hải quân đang phải hy sinh rất nhiều những nhu cầu của cá nhân, giữa muôn trùng sóng gió vượt lên tất cả mọi khó khăn gian khổ. Lực lượng Hải quân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển, thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Thực tế cho thấy, rất hiếm khi Việt Nam công khai hình ảnh diễn tập tại quần đảo Trường Sa và càng hiếm hơn khi ta công khai vào chính thời điểm nhạy cảm khi đất nước đang tiến hành các hoạt động bầu cử, các lãnh đạo cấp cao tại kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa 14. Mặc dù Trung Quốc là nước thường rất biết cách lợi dụng thời cơ để tiến hành quấy rối, thế nhưng lần này e rằng họ đã không đạt được mục đích mà lại nhận được một phản ứng mạnh mẽ chưa từng thấy. Việc công khai trên sóng quốc gia về hoạt động diễn tập tại quần đảo Trường Sa là câu trả lời đanh thép nhất, rõ ràng nhất và đó cũng là câu trả lời cho những việc làm sai trái mà dư luận đã thường xuyên phê phán trong thời gian gần đây. Nào là hải quân đâu ra bảo vệ đảo đi, mua vũ khí để làm gì, mất thép biển đảo rồi còn đâu. Thế nhưng khi mà nhiều người chỉ biết ngồi gõ bàn phím để lên án thì đích danh Hải quân đã có mặt tại Trường Sa để chỉ đạo cuộc diễn tập chiến đấu trên các đảo ở Trường Sa. Nếu nói đảo không còn, biển không còn thì lấy đâu ra chỗ để diễn tập đúng không các bạn? Mặt khác, các hình ảnh của cuộc diễn tập được công khai trên sóng quốc gia và đúng thời điểm đất nước đang diễn ra công cuộc chuyển giao quyền lực. Đó cũng giống như một lời tuyên bố đanh thép của Đảng và Nhà nước Việt Nam rằng chúng tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Lúc này, nhiều người cũng đưa ra thắc mắc liệu việc Việt Nam đưa tàu chiến ra Trường Sa có làm phức tạp thêm tình hình ở đây hay không. Thực chất phải công nhận một điều rằng Việt Nam rất khôn ngoan. Lưu ý chúng ta đưa tàu chiến ra Trường Sa chứ không nói là đưa tàu chiến ra khu vực Đá Ba Đầu hay cụm sinh tồn nhé. Toàn bộ quần đảo Trường Sa đều nằm trong khu vực chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, cho nên hoạt động diễn tập ở đây có thể được xem như là một buổi kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng thủ đảo, chứ không nhằm mục đích đe dọa ai cả, đúng không các bạn nhỉ?
Vậy thì các bạn có tò mò về tàu chiến và vũ khí được xuất hiện trong cuộc diễn tập lần này của nước ta không nào? Tin mới sẽ bật mí ngay cho các bạn nhé! Đầu tiên là tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung mang số hiệu 016 được biên chế cho lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân vào tháng 2 năm 2018 và là chiếc tàu đầu tiên Việt Nam cử làm tàu chiến tham dự triển lãm hàng hải quốc tế thường niên lớn nhất ở Đông Nam Á do Singapore tổ chức có tên là Index. Đây được xem là một trong các tàu chiến mạnh nhất có trong biên chế quân chủng Hải quân Việt Nam. Tàu 016 Quang Trung cùng với tàu 015 Trần Hưng Đạo thuộc cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 thứ hai mà Việt Nam mua của Nga và có nhiều cải tiến lớn so với cặp đầu tiên 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ. Đây là một nỗ lực của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm hiện đại hóa Hải quân và tăng cường sức mạnh cho Hải quân, đủ sức bảo vệ biển đảo của đất nước. Theo đó, thì tàu 016 Quang Trung được trang bị thêm các ống phóng ngư lôi 533mm nhằm tăng khả năng chống ngầm, kết hợp với đó là hệ thống định vị thủy âm dùng để phát hiện, theo dõi, xác định vị trí tàu ngầm để tiêu diệt kẻ địch. So với chuẩn ngư lôi 324mm trên các tàu chiến của Trung Quốc, thì ngư lôi 533mm có tầm bắn gấp đôi, sức công phá mạnh hơn, cùng với hệ thống vũ khí chống ngầm thích hợp. Tàu 016 Quang Trung vẫn sở hữu sàn đáp cho trực thăng chống ngầm K-28. Dù vậy thì do không gian hạn chế, tàu không thể bố trí khoang chứa hoàn chỉnh, chỉ có một góc nhỏ để che phần đầu và đuôi của cánh quạt. Bên cạnh vũ khí chống ngầm, cấu hình vũ khí của cặp tàu Gepard thứ hai vẫn giống cặp số 1, bao gồm pháo hạng AK-176M cỡ nòng 76mm là loại pháo có tầm bắn tối đa 15km với tốc độ bắn 120 viên trên 1 phút. Pháo có thể tác chiến chống tàu mặt nước cỡ nhỏ, xuồng tuần tra, pháo kích các mục tiêu ven biển và phòng không. Hai pháo phòng không AK-630 chuyên chống tên lửa hành trình tầm bắn hiệu quả từ 4 đến 5km. Tổ hợp pháo tên lửa phòng không Padma SU có tầm tác chiến lên đến 10km. Bệ chiến đấu lớp 2 pháo 30mm và 8 tên lửa phòng không tầm thấp Sonar, 8 tên lửa hành trình KH-35 Urane và có tầm bắn 130km, đặc biệt là các tàu Gepard 3.9 đều không trang bị radar điều khiển hỏa lực cho tên lửa KH-35 Urane. Thay vào đó, tên lửa lấy tham số mục tiêu từ radar trinh sát phát hiện, theo dõi mục tiêu mặt nước POGTME. Sau khi phóng tới gần vùng mục tiêu, đầu dò radar sẽ chủ động kích hoạt tự sục sạc để bắt bám mục tiêu. Về thiết kế không thân chung, các tàu Gepard khi thiết kế đều được ứng dụng công nghệ tàng hình kết hợp giữa thân vỏ, góc cạnh và phần hấp thụ sóng radar, hạn chế tối đa diện tích phản xạ radar trước các hệ thống chính xác của đối phương. Thứ hai là các vũ khí trên các đảo ở Trường Sa bao gồm pháo phòng không ZU-232, một kiểu pháo cao xạ nhỏ gọn, linh hoạt cơ động cao, phù hợp với bố trí trên các đảo nhỏ. Loại pháo này ngoài khả năng tấn công máy bay thì khi cần thiết nó còn hạ nòng bắn yểm trợ cho bộ binh lợi hại, không khác gì hỏa lực trực tiếp chuyên dụng. Pháo ZU-232 do Liên Xô sản xuất được trang bị cả pháo 23mm, tốc độ bắn 2.000 viên trên 1 phút, tầm bắn hiệu quả từ 2 đến 5km. Ngoài ra còn có pháo mặt đất D-44 cỡ 85mm, cũng do Liên Xô sản xuất để viện trợ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Khẩu pháo này có tầm bắn hiệu quả 1.150m khi chống tăng và tới 15km nếu bắn gián tiếp. Vai trò của khẩu pháo này cơ bản là dùng để chống đổ bộ, bắn các tàu đổ bộ nhỏ và xe tăng bơi của đối phương. Bởi vậy mà khi xuất hiện tại cuộc triển lãm hàng hải Index 2019, dù có tới gần 30 tàu chiến cùng tham dự, thế nhưng tàu 016 Quang Trung của Việt Nam lại nhận được sự chú ý đặc biệt hơn cả từ phóng viên ảnh quốc tế. Khi nhìn qua chiếc tàu này, các bạn có thấy tự hào về một đất nước nhỏ bé như Việt Nam nhưng đã chế tạo được chiếc tàu chiến cả thế giới ngưỡng mộ không nào? Cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có động thái nào từ phía Trung Quốc về việc rút khỏi bãi đá Ba Đầu. Bởi vậy, đây vẫn đang là điều lo ngại lớn nhất không chỉ đối với Việt Nam mà thậm chí những nước lân cận, mà đặc biệt là Philippines cũng phải lên tiếng lo ngại. Do thời gian ở đây, phát ngôn viên quân đội Philippines cho biết khi nhóm phóng viên nước này đang thực hiện điều tra thông tin ngư dân thì bị các tàu tên lửa Trung Quốc truy đuổi ngay tại Biển Đông. Vậy thực hư sự việc như thế nào? Các bạn hãy cùng tin mới khám phá tiếp nhé!
Ngày 3 tháng 9, Thiếu tướng Edward Edgar Balo, phát ngôn viên quân đội Philippines cho biết các lực lượng vũ trang Philippines quan ngại thông tin vụ quấy rối do tàu hải quân và hải cảnh Trung Quốc thực hiện được cấp phóng viên của chúng tôi báo cáo. Ông Edward Edgar Balo cũng chia sẻ thêm, chúng tôi đang xác minh những gì đã xảy ra thông qua Bộ Tư lệnh phía Tây, cụ thể là vào ngày 1 tháng 9, một nhóm phóng viên đài ABS-CBN đi tàu ra bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam để phỏng vấn ngư dân Philippines về tình hình của họ ở Biển Đông. Ngay khi biết được tin, tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 5101 đã ngay lập tức tiếp cận tàu chở nhóm phóng viên, liên lạc với họ qua bộ đàm và yêu cầu xác định danh tính. Lúc tàu phóng viên của Philippines quay đầu trở về Palawan thì cũng đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc đuổi theo. Theo kênh truyền hình ABS-CBN của Philippines đưa tin, tàu hải cảnh 5101 giảm tốc độ và quay đầu lại sau một giờ. Tuy nhiên thì hai tàu nhỏ và di chuyển nhanh hơn xuất hiện ở ngay phía sau và dường như đuổi theo tàu của Philippines. Hình dáng và thiết kế đặc biệt của tàu tấn công nhanh Chai 22 đã lộ diện trong vài phút và hai chiến hạm có khả năng mang tên lửa tiếp tục cuộc truy đuổi phóng viên. Trước hành động này của Trung Quốc, nhiều nước đã lên tiếng bày tỏ lo ngại tình hình căng thẳng mới ở khu vực và phản đối động thái mang tính đe dọa của đội tàu Trung Quốc. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ và người đồng cấp Philippines cũng đã bày tỏ quan ngại về sự kiện này và cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ ứng phó với các thách thức ở Biển Đông. Một câu hỏi cũng được đặt ra ngay lúc này, có phải do Việt Nam công bố buổi diễn tập quân sự trên Biển Đông đã khiến cho Trung Quốc tức giận và có những hành động điên khùng như vậy? Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam có những phương án răn đe Trung Quốc, mà ngay từ cho đến nay, mỗi khi Trung Quốc có ý định xâm phạm lãnh thổ thì Việt Nam đều đưa ra những nước cờ giải quyết rất đanh thép để khẳng định chủ quyền lãnh thổ mà vốn dĩ thuộc về Việt Nam, điều mà cả thế giới cũng đã công nhận. Các bạn thân mến, video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn khán giả có suy nghĩ như thế nào về hành động táo bạo này của Việt Nam ạ? Hãy cho Tin Mới biết ý kiến của mình bằng cách comment ở phía dưới nhé. Cũng đừng quên like, share và subscribe cho kênh của chúng mình. Cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.